Rồi nhắc lại, chúng ta để gửi được mail thì các bạn sẽ chuẩn bị cho thầy hai cái thư viện, một là javax.mail, javax.mail ra, và cái activation ra, hai thư viện. Các bạn có thể sử dụng thông qua Maven, Maven bằng cách Maven của javax. Đây, javax, bạn sẽ copy cái DMC này, Maven của Activation Framework, thì bạn copy cái DMC này, bạn dán vô cái DMC trong cái file BOM trong dự án Maven của mình. Còn nếu như các bạn sử dụng dự án ANT bình thường thì các bạn sẽ thêm hai cái thư viện này vào library. Đó là phần chuẩn bị, được chưa? Phần code thì mình làm ở đây giống như là send mail. Giả sử ở chỗ này thầy sẽ thêm một phần nữa, thêm một phần ở đây à. Ví dụ như là send test subject, thầy sẽ để xuống dưới một tí. Rồi chỗ này Ctrl D, Ctrl D. Chỗ này 1, 2, Ctrl D, Ctrl D. Đó, mình mà mình không đưa xuống thì nó lại nhảy. Mình phải đưa xuống các bạn, làm biến cũng không được. Rồi 1, 2, Ctrl D, Ctrl D. Rồi lại đưa lên nhé. Tại vì nếu mà mình không đưa xuống là nó đẩy mình nhảy đi tùm lum luôn. Rồi. Chịu khó sửa lại tí. Rồi. Như vậy ở chỗ này mình sẽ sửa lại, chỗ này là CC, chỗ này là BCC. Trong gửi mail á, mình có cái CC và BCC đúng không? Chỗ này đổi lại cho thầy là BCC. Bây giờ trong chỗ này mình sẽ sửa lại CC đi đâu, BCC đi đâu. Ví dụ như là tu TQ bình CC cho bình TQ 7 FE và BCC cho ông mười giáo đi. Ông mười giáo a@gmail.com. Ví dụ như vậy. Như vậy thì ở chỗ này chúng ta đã có được 3 thông tin. Bạn có quyền bỏ trống các thông tin này. Bạn có quyền bỏ trống thông tin này. Và bạn gửi từ đâu? Password là gì? Bây giờ chúng ta sẽ vô cái send để chúng ta xem thử là gửi thì nó làm gì. Để gửi được thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái class là property. Mình sẽ lưu trữ những thông tin. Cái property các bạn chú ý, cái class này không phải chỉ phục vụ cho gửi mail, mà nó là gì? Nó là dạng dictionary. Nó là dạng kiểu map đó các bạn. Mình học ở Java 2 á, map phở đó, là nó có gì? Có key và có value. Đó là cái property này, nó dạng như thế. Như vậy thì nó là một dạng mảng. Nó sẽ chứa một key và tương ứng với một value. Thì ở đây mình khai báo cái property. Cái đầu tiên, cái key của mình là mail SMTP URI. Tức là cái gửi mail á, nó có một cái thông số liên quan đến việc là URI
thì có được override hay không. Tương tự như vậy, các thông số khác mình thiết lập cho quá trình gửi mail, ví dụ như cái hot mà mình sử dụng để tải mail đi là HTTP, và cái port chúng ta dùng là 587. Thì ra đó là gửi mail, còn nếu nhận mail là mấy? Port 3 là 110. Mình đang gửi nha, mình đang cấu hình gửi chứ mình không phải cấu hình nhận. Nhận là khác. Rồi chỗ này account là gửi mail đi từ đâu, password là gì. Vậy cái này ở đâu ra? Là mình đây, account đây, password đây. Mình thích thì mình gõ trực tiếp, còn không thì mình lấy từ trên form của mình xuống. Kịp không? Và bắt đầu nó sẽ mở ra một cái phiên làm việc bằng cái class session. Đây là chuẩn bị gửi mail. Được không? Chuẩn bị gửi mail, mình đưa cái property vào là cái B mình thiết lập ở trên này nè, cộng với javax.mail. Ha, authentication keter. Như vậy ở đây là nó dựa trên cái thư viện là javax.mail nè. Thì chúng ta sẽ có là override cái password của mình. Password là nó có cái account chúng ta mới đưa nãy. Password ở đây, chúng ta lấy cái account trên á. Rồi bây giờ chúng ta mới hỏi nè, gửi từ đâu, đi đâu. Ví dụ như chỗ này chúng ta sẽ thêm một cái nữa là string cc bằng, thầy chưa đổi bên này rồi, bên này chúng ta sẽ đổi lại là gì? Txt cc. Chỗ này chúng ta sẽ đổi lại là bcc. Cc là gì? Bcc là gì các bạn? Txt cc chấm getest. Cái mà cc và bcc này mình có biết không? String bcc bằng txt bcc chấm getest. Cc là người cùng nhận, cùng nhận nha, nhưng không có trách nhiệm phải thực hiện mail. Cái này là kỹ thuật gửi mail, không liên quan gì đến môn này, nhưng mà thầy cũng nhắc cho các bạn biết. Khi mà các bạn gửi thư thì cái người mà nhận này nè là người bắt buộc phải thực thi cái mail này. Giống như là yêu cầu nộp bài, yêu cầu nộp báo cáo, thì cái người mà nằm trong cái danh sách thu là bắt buộc phải thực hiện, bắt buộc phải báo cáo. Còn cái người CC này giống như là cùng nhận thôi, để xác nhận là cái from có từng gửi mail đến to, chứ không có nhiệm vụ phải thực hiện cái mail này, chỉ để giám sát thôi. Ví dụ ông giám đốc, ông yêu cầu là nhân viên phải báo cáo cho ông, hoặc là ông trưởng phòng yêu cầu là nhân viên báo cáo cho giám đốc, được chưa? Thì CC cho cái ông nhân viên, thu cái ông nhân viên, nhưng mà CC cho ông trưởng phòng hoặc là ông phó phòng để giám sát cái việc đó thôi, chứ không có nhiệm vụ báo cáo. Cái ông này, ông CC này không có nhiệm vụ gì hết, chỉ để theo dõi thôi. Còn cái ông BCC này là gì? Khi mà nhận mail thì hai cái người này nè không biết là cái người này có tồn tại trong cái danh sách nhận. Người này là ẩn danh, ẩn so với to và so với CC. Nhưng mà người from này có biết là có BCC không? Có, bởi vì chính người này gửi mà, sao không biết được. Ví dụ như ông khách hàng gửi mail cho ông trưởng phòng, gửi mail cho nhân viên yêu cầu làm gì đó, và đồng thời BCC cho thanh tra
và thanh tra chỉ xác nhận là có việc đó, có gửi mail thôi, nhưng mà ông nhân viên ổng không hề biết là cái mail này ông thanh tra đã từng được nhận. Nhiều khi mà ổng làm sai cái là ông thanh tra chụp mũ liền đó, cho nên là ẩn danh. Chỗ này subject là cái chủ đề của cái mail, subject là cái tiêu đề mail, giống như là bạn đang gửi mail nè, mail tất cả những gì mà mình đang cấu hình bên trong là nó giống như mình đang dùng Gmail để gửi đi vậy các bạn. Bạn soạn thư nè, soạn thư, hình như màn hơi chậm. Đây, đến là tu nè, CC nè, BCC nè, subject nè, nội dung nè. Đó thì trong này nó có hết những cái mà chúng ta đang nói. Subject body là nội dung. Và chúng ta chuẩn bị một cái message để chuẩn bị gửi đi nè. Và chúng ta đưa cái S vào là gì? S là cái session mình cấu hình ở trên. Thấy không? Nó qua mấy bước luôn các bạn. Gửi mail là chuẩn bị một cái session nè. Xuống đây mới chuẩn bị một cái message để gửi đi nè. Và trong cấu hình này mình cấu hình thêm tí xíu nữa là gửi đi từ đâu, với người nhận là ai. Như vậy chỗ này, cái chỗ mà bạn set cái receipt này thì bạn có thể cấu hình nè. Người nhận là ai, cái kiểu nè, và danh sách địa chỉ. Bạn có thể set gì? Set cái receipt là BCC, CC hay là tu. Thấy nó để chỗ này không? Bạn set là tu hay là CC hay là BCC. Được chưa? Trong này nè, mình có thể set tu, CC hay là BCC tùy theo cái nhu cầu mà mình khai báo ở đây. Như vậy nó có 3 dạng. Một là BCC, hai là CC, ba là tu. Như vậy nó có 3 dạng để bạn đưa cái phần receipt type. Và mình đưa cái địa chỉ này là tu. Nếu như bạn muốn thì bạn thêm cái CC và BCC vào. Thì thêm ở đây. Subject body là nội dung, và bắt đầu dùng cái lớp Trainbot để gửi mail đi. Bây giờ cái password này nè, password là quan trọng nhất. Trước đây là bạn dùng password thật của mail. Tại thời điểm này bạn dùng password thật, bạn không gửi đi được. Mà bạn phải làm gì? Trong cái mail của mình nè, bạn sẽ bấm vô đây, bạn chọn là quản lý tài khoản. Được không? Quản lý tài khoản. Và trong phần quản lý tài khoản này, bạn phải vô bảo mật. Bảo mật. Thì ở đây chúng ta phải xác minh bảo mật hai lớp. Thầy đã bật rồi. Bắt buộc các bạn phải bật hai lớp. Và xuống dưới này, các bạn sẽ có một cái là mật khẩu thiết bị. Đây, mật khẩu thiết bị đâu rồi? Cái này là thiết bị đang sử dụng chứ không phải là mật khẩu thiết bị nhé. À, quên, bậy rồi. Mình sẽ vào cái mục là xác minh hai bước các bạn. Quên. Mình sẽ vào cái mục xác minh hai bước. Đây, vào cái mục xác minh hai bước. Nó sẽ yêu cầu bạn gõ bát.
Rồi, ok. Như vậy nó yêu cầu mình gõ bát. Thì chỗ này, ở phía dưới này, mật khẩu ứng dụng nè. Trước đây thầy đã tạo rồi, nhưng mà thầy đã xóa. Bây giờ thầy muốn gửi mail, thì chỗ này thầy sẽ bật cái này lên, chọn ứng dụng. Mình muốn làm gì? Gửi thư. Thiết bị mình đang muốn gửi là dùng cái gì để gửi? À, dùng máy tính Windows. Được chưa? Bạn tạo cái bát này chỉ cho ứng dụng đó thôi. Và mình chọn, chú ý chỗ này nhé, cực kỳ chú ý nè. Người ta có quyền dùng cái này để giả mạo email của các bạn. Không cần đăng nhập nha. Thầy không cần biết bát của các bạn, mà thầy chỉ cần biết cái bát này thôi. Bát này nè. Bây giờ các bạn có thể dùng cái này, dùng mail bình TQ của thầy a@gmail để gửi mail được. Thầy không kiểm soát được việc đó. Nhớ là nếu như tại thời điểm này, các bạn dùng cái pad này nè để gửi mail đi, dùng cái mail của thầy là tqbinha@gmail.com, lấy cái tên là Trần Quang Bình thì nó đi luôn đúng cái mail của thầy đến mail của một người nào đó. Không cần biết bát, chỉ cần đây là cũng coi như là bát các bạn. Nhưng mà bát này nó chỉ có tác dụng là gì? Gửi thư trên những cái máy nào mà chạy Windows thôi. Rồi, ok, mình sẽ thử. Rồi, cái gửi thư này lâu lâu nó cũng dễ bị sự cố lắm các bạn nhé. Thầy đã có user, có password, có tu, có subject, có nội dung, bấm send luôn. Không nói năng gì hết. Đây nó đang rinh. Không nói năng gì hết ta. Rồi, ok, hên quá. Đã gửi mail thành công. Mình sẽ kiểm lại trong bình TQ7 FPT. Mail kiểm lại bình TQ7. Đây, test send mail. Nội dung gửi tại đây. Được không? Bây giờ thầy sẽ thử bật cái CC này lên. Bật cái CC này lên để coi thử cái ông CC ông nhận được không. Bởi vì hiện nay trong cái mail CC của thầy là bình TQ7 FE. Đây mail FE nè. Không có cái mail test của mình. Bây giờ chúng ta sẽ, mình có cái mail chỗ này rồi, mình có cái test rồi nha. Đây, test cho CC rồi nè. Mình sẽ vô đây. Mình set chỗ này là CC. Và cái địa chỉ của mình ở đây, địa chỉ của mình ở đây là CC, lấy cái địa chỉ CC bỏ vô. Chạy lại. À, tiêu đề là test send mail 2 send nào. Ok, send thành công. Thầy sẽ test mail ở bên này, bình TQ7.fpt. Hộp thư đến. Test mail 2. Được chưa? Và thầy thử bên
chấm fb coi test mail 2. Và trong cái test mail 2 này thầy mở lên, thầy sẽ thấy là thầy đang nhận ở đâu, ở trong CC. Thấy thầy đang nhận ở cái góc CC không? Còn cái ông tu là bình TQ7 FBT. Còn cái này là FE các bạn. Thấy FE chưa? Thấy à? Được chưa? Rồi, như vậy tương tự bạn muốn set cho BCC thì bạn set tiếp. Bạn lấy địa chỉ BCC và bạn test vào. Rồi. Lúc nãy đến giờ có ai nhìn thấy cái badge của thầy mà muốn dùng mail của thầy mà gửi đi cho người khác? Có gửi ra? Nếu đến tại thời điểm này mà các bạn làm trước khi thầy làm động tác này thì các bạn còn gửi được. Nếu tại thời điểm này các bạn đã bấm send rồi thì các bạn gửi cho vợ thầy chẳng hạn. À, anh đang cần 50 triệu, chuyển cho anh. Ok, thì được. Còn tại thời điểm này, nếu như khi mà thầy đã bấm delete, hết cơ hội. Hiểu chỗ này không? Như vậy thì các bạn sẽ làm gì? Sẽ có thể là sử dụng cũng là một mail, nhưng mà tạo cái mật khẩu cho ứng dụng gửi mail khác, tạo mật khẩu cho cái calendar khác, tạo mật khẩu cho cái contact khác, tạo mật khẩu cho YouTube để mà đăng nhập vô đây. Đó. Như vậy thì các bạn có thể là sử dụng rất là nhiều kênh. Và kể cả bây giờ thầy công bố cái video này lên mạng thầy cũng không sợ. Bởi vì thầy đã xóa cái password đó rồi thì bạn không thể gửi mail được nữa. Rồi, để minh chứng cho việc này, chúng ta vô đây chạy lại một lần nữa. Rồi, bát này là bát cũ ha. Send mail. Lỗi ngay. Password không có, nó chứng thực không được các bạn. Nó chứng thực không được, thành ra là nó báo là không có khả năng gửi được. Đó, đơn giản vậy thôi, nó array không được. Nó fail. Nó không có đồng bộ được. Cho nên là hết sức yên tâm nha. Như vậy là khi mà các bạn làm dự án, các bạn gửi mail ở chỗ này thì trong bài 8, bài lắp 8 của các bạn, nếu để đảm bảo cho bài lắp của các bạn nộp bài và không bị ảnh hưởng đến cái mail cá nhân của các bạn, nhắc trước nè, thì trong lúc các bạn tạo password để làm bài lab và các bạn có gửi cái code đó đến cho thầy thì bỏ trống cái chỗ này cho thầy, đừng có để gì đây. Bởi vì để vô đây thì một là các bạn biết, hai là thầy biết, mất công thầy không có muốn lấy cái khó về mình, được chưa? Còn nếu như để đây cũng được thì vui lòng xóa cái bát trong mail của các bạn đi, để đảm bảo rằng thầy không có liên quan gì đến cái chuyện mà mất tài khoản của các bạn hay là mail gửi đi đâu hết, thầy không có liên quan. Đi ha. Rồi, đến cái lúc mà lên đây gửi mail nè, lên đây mà chấm bài lớp 8 nè, thì vô tạo cho thầy một cái bát ứng dụng mới, lấy cái bát ứng dụng đó bỏ vô đây, chạy ngay lúc chấm bài. Và chắc chắn thầy yêu cầu các bạn tạo cái badge đó để chấm bài, để thầy đảm bảo rằng là cái bài mail này các bạn tự biết, tự cấu hình và tự chạy. Được không? Thì nó sẽ đảm bảo rằng là tại thời điểm đó nếu có thấy thì thầy cũng thấy cái badge của các bạn ngay tại thời điểm đó thôi. Và sau khi chấm điểm 10 điểm xong, xóa cái badge đó đi giúp thầy ngay lập tức. Thầy hết trách nhiệm. Được chưa? Chứ không để mà thầy thấy cái gì của các bạn là nguy hiểm lắm.
Cho nên tốt nhất sau khi chấm điểm xong, xóa ngay. Xóa ngay là hết trách nhiệm rồi nha. Sau này mà có vấn đề gì mà gửi mail cho bạn gái là không phải thầy nha. Thầy nói trước á. Rồi, ok. Hả?